Xin chào anh em nha. Đây mình ráp xong hệ pin 3S50A nha. Cái này ráp đầy đủ bình rồi hết, là nặng cỡ 3,4 kg nha. Đây mình ráp mạch này là 120A, mạch này loại tốt nha. Sạc xả chung. Đây cảm biến đây nha, đồng hồ cảm biến nha. Đây. Pin này chưa sạc nha, tí nữa mình sạc sẽ đầy vào nha. Đây anh em thấy rất là gọn nhẹ nha. 3,4 kg nha. Anh em nào đặt hàng thì cứ liên hệ trên shop của mình nha. Bên mình có cung cấp pin lẻ và mạch về cho anh tự ráp nha. Và vỏ bình chống nước cho anh em luôn nha. Anh em nào đặt hàng thì cứ liên hệ theo số điện thoại mình có để trên màn hình nha. Cảm ơn anh em. Chào anh em nha.